Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và sau đây sẽ là nội dung chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thường mang đến những điều xui xẻo. Vì vậy, việc cúng bái trong tháng này thường được người dân rất chú trọng. Đây là một hoạt động tâm linh phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là vào 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, nhằm xua đi đen đủi và mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Tuy nhiên, nhiều gia chủ lại thường mắc phải sai lầm phổ biến khi thực hiện nghi lễ này, đó là dâng lễ cúng sai ngày và sai giờ. Điều này vô tình sẽ dẫn dụ các oan hồn vào nhà, đeo bám quấy rối công việc sự nghiệp, khiến gia chủ làm mãi không giàu, thậm chí còn tán gia bại sản. Vậy khi thắp hương trong tháng cô hồn nên tránh thời điểm nào và cần thực hiện ra sao để đảm bảo bình an cho gia đình? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của việc thắp hương. Khi người ta chết đi, trong tâm thức người Việt, đó không phải là hết. Người đã khuất sẽ sang thế giới bên kia để tiếp tục cuộc sống. Thờ người chết tại bàn thờ là cách để kết nối người đã khuất với người sống giữa hai thế giới. Để người còn sống có thể bày tỏ sự tưởng nhớ đến người đã khuất. Không thắp hương, trầm hương vào buổi tối vì đó là điều tối kỵ. Vào mỗi dịp lễ Tết, ngày rằm hàng tháng, con cháu thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Thắp hương cúng bàn thờ trên bàn thờ gia tiên là hành động không thể thiếu khi thực hiện các nghi lễ thờ cúng. Người ta tin rằng mỗi khi thắp một nén nhang, ông bà tổ tiên sẽ được mời về nhà để con cháu dâng hoa. Hương thơm của những nén nhang sẽ dẫn đường cho ông bà tổ tiên tìm về. Hơn nữa, thắp hương trên bàn thờ tổ tiên còn giúp cho bàn thờ luôn vượng khí, ấm no, thể hiện tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp trở về cội nguồn. Hơn nữa, nó còn giúp không gian gia đình bạn có được bầu không khí tĩnh lặng, giúp xua đuổi những điều xui xẻo và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Ý nghĩa của việc thắp hương trên bàn thờ không chỉ đối với linh hồn người đã khuất mà còn đối với người thắp hương. Do đó, điều quan trọng là phải biết cách thắp hương đúng cách. Vậy có nên thắp hương trên bàn thờ vào ban đêm hay không? Thắp hương vào thời điểm nào trong ngày là phù hợp không phải ai cũng biết. Chưa kể theo phong tục, quan niệm của mỗi địa phương, mỗi nơi lại có những quy định riêng. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, việc thắp hương vào ban đêm là không nên hoặc nên hạn chế. Tại sao không thắp hương vào ban đêm? Đầu tiên, buổi tối là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau, rất đông người. Khi thắp hương, khói hương sẽ tỏa ra gây bí bách và đặc quánh không khí. Chưa kể hiện nay, nhiều nơi sản xuất nhang chất lượng kém. Hương được làm từ hóa chất nên hương thơm tỏa ra ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Nếu hít phải sẽ không tốt. Ngoài ra, nếu bật vào chiều tối hoặc ban đêm khi cả gia đình đã đi nghỉ ngơi, rất dễ gây ra hậu quả cháy nổ nếu chẳng may ngôi nhà bị thiêu rụi. Lúc này, bé sẽ không kịp phản ứng và gây ra hỏa hoạn. Về tâm linh, thắp hương vào ban đêm là điều không nên. Giờ buổi tối là khi các linh hồn đi lang thang trên trái đất rất nhiều. Thắp hương cúng tổ tiên, nếu mắc lỗi trong khi lập nguyện, bạn có thể vô tình dẫn đến những linh hồn khác vào nhà. Điều này sẽ gây rắc rối, xui xẻo cho gia chủ. Chính vì một số lý do trên mà việc thắp hương vào ban đêm nên được hạn chế. Ngoài ra, khi thắp hương cần chọn loại hương tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thành phần từ gỗ và hương tự nhiên. Điều này đảm bảo không gian sống không bị ảnh hưởng sức khỏe bởi hương thơm. Người ta thường thắp hương vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, ngày rằm hàng tháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý đến khung giờ thắp hương trong ngày. Vậy thắp hương cúng gia tiên vào giờ nào trong ngày là tốt nhất? Câu trả lời là hãy dậy sớm vào buổi sáng. Thời gian khuyên dùng có thể là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đó là thời điểm tốt để bắt đầu một ngày mới.
Ngoài ra, nhiều nơi còn có tục thắp hương cúng tổ tiên trước mỗi bữa ăn trong ngày đủ 3 bữa. Đó là một hành động tỏ lòng thanh kính với ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, đối với khung giờ buổi tối, cần bố trí thắp hương trước 19 giờ. Đó là lúc gia đình có thể kiểm soát được mọi hoạt động trong nhà, tránh những sự cố không mong muốn nếu có điều không may xảy ra. Thắp hương vào giờ này sẽ ngăn không cho tà ma xuất hiện trong nhà, chiếm phần của tổ tiên ông bà. Trước khi tiến hành thắp hương, cần sắp xếp các vật phẩm gọn gàng trên bàn thờ rồi mới thắp hương. Khi cắm hương vào bát hương thì cần chú ý về tư thế, phong thái cần phải cung kính, liêm chính, đoan trang, tránh vội vàng. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến khoảng cách giữa vị trí đứng và bát hương, không được quá xa. Cần vừa đủ để với tay dâng hương. Ngoài ra, gia chủ cũng cần cẩn trọng, nhẹ nhàng khi lấy hương để hương không rơi, gãy. Khi cắm hương thì cần cắm thẳng, nếu thắp nhiều thì nên tách nhau ra để tránh chúng bị bốc cháy. Ngoài ra, gia chủ cũng cần lựa chọn được loại hương phù hợp như sau. Để phát huy tối đa giá trị tâm linh của việc dâng hương và an toàn cho sức khỏe gia đình, thì ngoài việc kiêng thắp hương buổi tối, bạn cần lựa chọn loại hương sạch thay vì thắp đốt sản phẩm hương nhang có hóa chất độc hại. Nhang sạch là loại nhang được sản xuất hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên, không sử dụng hóa chất kết dính, chất bảo quản độc hại, khói hương không gây ô nhiễm môi trường và an toàn cho sức khỏe. Trong các dòng nhang sạch được ưa chuộng trên thị trường, thì nhang trầm hương được đánh giá cao về chất lượng hương thơm, giá trị sức khỏe và phong thủy. Hương thơm của trầm hương có thể điều hòa khí huyết, giúp tinh thần thông suốt, minh mẫn và thư giãn, giải tỏa áp lực, gia tăng khả năng tập trung. Thay vì thắp hương buổi tối, người ta xông hương tầm trước giờ đi ngủ để mang lại giấc ngủ sâu, ngon. Thắp hương trầm cũng giúp lọc khí, diệt nấm mốc, vi khuẩn, giúp tăng sức đề kháng và không gây khó chịu cho những người mắc các bệnh về đường thở như dị ứng, hèn suyễn, khó thở. Về lợi ích tâm linh, thắp hương trầm rất tốt cho phong thủy bởi khả năng cân bằng âm dương, phát huy tính linh cực tốt của hương thơm được mệnh danh là tinh hoa của đất trời, đứa con của thần gió. Gỗ trầm hương tụ hợp dương khí mạnh mẽ, có thể thanh tẩy tà khí, chấn hưng vượng khí. Thắp hương trầm là cách chiêu dẫn tài lộc, may mắn, bình an tuyệt vời, đồng thời thể hiện tấm lòng hiếu kính, thơm thảo của con cháu khi dâng lên thần linh, ông bà tổ tiên, hương thơm của loại gỗ quý hiếm bậc nhất Việt Nam. Như vậy, không nên thắp hương buổi tối và nên chọn loại nhang sạch để mang lại may mắn, tài lộc, bình an cho cả gia đình. Cuối cùng, gia chủ cần tránh phạm vào những điều kiêng kỵ sau khi thắp hương. Thờ cúng, thắp hương gia tiên có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia chủ. Thắp hương nếu thành tâm và đúng theo phong thủy sẽ mang lại sự bình yên cho người nơi chín suối. Con cháu cũng yên tâm sinh sống làm ăn. Còn nếu thắp hương sai cách, phạm phải những điều kiêng kỵ sẽ khiến cuộc sống của gia chủ không thuận lợi, gặp nhiều trắc trở. Để thắp hương cho tốt, tạo sự linh thiêng nhất định thì người ta phải biết tránh vi phạm những điều kiêng kỵ dưới đây. Không đặt các vật như đất, cát vào bàn thờ hương. Đây là những thứ dơ bẩn cấm mang lên bàn thờ tổ tiên. Khi thắp hương phải phát nguyện trọn vẹn và thành tâm. Lời khấn sai lầm hoặc không thành thật sẽ bị cấp trên khiển trách. Bạn thậm chí có thể thu hút những linh hồn khác đến nhà của bạn. Khi thắp hương phải đốt hương gốc, nguyên bản, có danh hiệu hương thơm rõ ràng. Vừa tôn trọng người đã khuất, vừa giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Khi thắp hương cúng gia tiên phải cúng vật thực, ví dụ như hoa quả, bánh bên trái, bên phải là thực, không dùng đồ cúng giả khi cúng. Quả phải là những quả mọc ở ngọn, tránh hái quả có gai nhọn. Tất cả các đồ vật hoặc lễ vật đặt trên bàn thờ phải là số lẻ. Ví dụ, mâm lễ hoa quả phải bày 5 quả, hoặc số quả phải là số lẻ. Để cắm hoa, hãy chọn 3, 5 hoặc 7. Thắp hương nên khấn và đặt lần lượt theo vị trí trên bàn thờ. Tôn trọng người cao nhất trong gia đình đầu tiên. Bàn thờ tổ tiên có thể thờ thêm Phật, thần. Những người khác không đặt bất kỳ đồ vật nào hoặc thờ cúng những thứ xa lạ, không quen thuộc để tránh gây ra tai họa, thờ cúng ma quỷ. Bàn thờ tổ tiên phải sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách đặt ảnh trên bàn thờ gia tiên để đặt sao cho hợp lý theo chuẩn phong thủy. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp nén hương trong cúng lễ bị tắt giữa chừng
thì cách xử lý ngay lúc này là nên để yên nhang ở vị trí cũ, châm lửa lại cho chúng cháy hết. Tuyệt đối không được rút nhang ra rồi mới châm lửa, bởi lúc này nhang sẽ trở thành nhang thừa. Trước khi thắp hương, bạn nên kiểm tra nén hương thật cẩn thận, xem nén hương đó có bị ẩm ướt hay không. Khi không dùng đến hương, bạn nên cất gọn vào khu vực cao, trang trọng và khô ráo để hương không bị ẩm. Quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý khi thực hiện nghi lễ thắp hương trong tháng cô hồn để đảm bảo bình an và may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, nếu chỉ cúng cô hồn thôi là chưa đủ, gia chủ còn cần phải làm thêm những việc tích đức tích phúc khác. Có như vậy mới giúp đời sống tinh thần thêm yên bình, thanh tịnh hơn và luôn gặp bình an, may mắn, tránh xa những xui xẻo có thể ập tới bất ngờ. Sau đây là những cách chủ động đón lành tránh dữ trong tháng cô hồn này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, nên đi lễ chùa. Vào tháng 7 âm lịch, khi ra ngoài đường, bạn sẽ thấy có rất nhiều người đi chùa và mỗi ngôi chùa đều gần như rất đông đúc. Đó là bởi vì người ta tin rằng đi chùa chiền thắp nhang cầu xin sức khỏe, cúng siêu vào tháng này sẽ rất linh thiêng, không những giúp bảo vệ đời sống tâm linh, đời sống tinh thần của bản thân, gia đình mà còn như một cách để khiến tâm thanh tịnh và bày tỏ lòng thành. Gia chủ cần lưu ý, khi tham quan chùa, quý vị hãy tránh mặc những trang phục quá sặc sỡ, ồn ào, đặc biệt là váy ngắn và các trang phục phản cảm. Hãy lựa chọn những bộ quần áo tôn trọng, giản dị và đơn giản để thể hiện sự kính trọng và thiêng liêng của không gian chùa. Vì người ta tin rằng nếu ăn mặc không phù hợp đến nơi linh thiêng sẽ làm tổn hại đến linh hồn, không tôn trọng Phật giáo và không được thần linh chứng giám những lời cầu nguyện. Thậm chí, người đó còn có thể bị trừng phạt vì vi phạm luật ô uế của nhà Phật. Thứ hai, gia chủ nên ăn chay. Về mặt tâm linh, theo quan niệm dân gian, việc ăn chay trong tháng cô hồn là nhằm tránh việc sát sinh, tạo phúc cho bản thân và gia đình. Về mặt khoa học, ăn chay sẽ mang đến cho con người cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn. Các món ăn chay chủ yếu được làm từ thực vật, chế biến áp dầu mỡ, chất béo để tốt cho sức khỏe và giúp bạn phòng tránh được một số căn bệnh nguy hiểm. Vì thế từ lâu, việc ăn chay không chỉ là một đặc trưng của những người theo đạo Phật mà còn trở thành một chế độ ăn uống lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Dù bạn có tu hành hay không thì việc ăn chay cũng rất tốt cho cả thân và tâm. Hơn nữa, ăn chay một tháng nằm trong khả năng của bạn, không khó khăn như việc ăn chay thường. Vì thế, trong tháng cô hồn, bạn nên ăn chay để tránh điểm dữ. Bởi trong tháng cô hồn, bạn nên hạn chế sát sinh các động vật và ăn chay để tâm hồn mình được thanh thản. Nếu không thể thì cũng cố gắng ăn chay ngày mùng 1 và 15 tháng này. Thứ ba, nên đi thăm người thân đã khuất trong gia đình. Trong tháng 7 âm lịch, không chỉ có ngày giã tội vong nhân, trong tháng 7 còn được biết đến là ngày Vu Lan báo hiếu. Trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, đây là ngày lễ lớn trong năm, có ý nghĩa giáo dục con người biết đền đáp công ơn sinh thành và thể hiện lòng hiếu thảo. Ngày Vu Lan báo hiếu không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo vô cùng lớn mà còn trở thành ngày truyền thống của người dân đất Việt, mang đến một nét văn hóa tinh thần tốt đẹp, chứng tỏ tháng 7 âm lịch là tháng chúng ta nên làm những điều tốt đẹp, hướng thiện. Vì thế, người ta vẫn hay giữ tục lệ đi thăm mộ hoặc hài cốt của người thân trong gia đình mình. Đây là một dịp để nhớ về những người đã khuất. Vào ngày này, rất nhiều người đi đến chùa, nơi lưu giữ các hũ hài cốt hoặc đi thăm mộ của người đã khuất. Cuối cùng, gia chủ nên làm nhiều chuyện có phúc. Việc làm phúc không chỉ gói gọn trong tháng cô hồn mà còn là một việc nên làm trong cuộc sống hàng ngày. Dù là đối với bất kỳ ai thì cũng nên ăn nói vui vẻ, nhã nhặn, không nên tham gia vào các cuộc cãi vã, xung đột. Khi thấy người khác gặp tình huống nguy cấp nên ra tay giúp đỡ, không toan tính thiệt hơn. Về ý nghĩa tâm linh, việc làm phúc giúp đỡ người khác sẽ khiến cho tâm thanh tịnh, trong sạch. Ngoài ra, rất nhiều người lựa chọn cách phóng sinh như là một hành động thiện đức, cứu các loài vật khỏi bị giết hại, cho chúng thêm một cơ hội được sống, được tự do. Tất cả những việc làm tạo lấy phước đức không chỉ là những việc nên làm trong tháng cô hồn để giúp cuộc sống được bình an, thanh tịnh, mà còn là một cách tập cho con người có ý thức về giá trị của sự sống, hướng con người làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Trên đây là một số việc nên làm trong tháng cô hồn để xua đuổi bớt những điều xui xẻo, mang lại bình an cho gia đình mà quý vị có thể tham khảo. Xin chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn và tài lộc trong tháng mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất đến từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.